Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, hôm nay em có mấy món dụng cụ chuyên bên làm bonsai nha mọi người. Đó, giới thiệu sơ qua mấy món này, ví dụ như các cành, rồi kìm cạp, cắt kẽm, cưa. Có hai cây cắt cành trên cao. Rồi, mấy cây kéo tỉa. Tỉa nó lớn, có cục đâm mài nữa, cây dũa lưỡi cưa nữa nha mọi người. Mọi người xem mặt hàng nào cần mình dùng thì liên hệ em nha, số điện thoại em trên màn hình 0348308843. Rồi, xem kênh của em nhớ bấm vô đăng ký kênh ha, để theo dõi mấy cái video mới. Rồi, hôm nay là video 1, mã số là 151 nha mọi người. Mình chốt hàng mình nhắn mã số với lại cái số của từng cái sản phẩm ha. Ví dụ như cái kéo này nó sẽ có mã số 6 ha. Clip 151 ha, mã số 6. Hoặc là 151.6 ha, là em sẽ hiểu là cái cây kéo này. Rồi, hàng bên em thì nó chưa có, chung là bên em không có nhận sửa lại ha mọi người. Không nhận sửa mài lại, cho nên là hàng nó về thì nó đẹp hay nó xấu thì nó sẽ có từng mức giá riêng. Mọi người xem chi tiết thì các cái món hàng mình cần ha, em sẽ quay, cố gắng quay chi tiết cho mọi người xem. Rồi, đầu tiên nè, cái cưa này là cưa tỉa cành nha. Rồi, cưa tỉa tại vì nó rất là nhỏ, thân nó rất là mỏng để nó luồn vô mấy cái hốc, cái cành ở trong hốc á. Cưa lớn khó mà vô được á, thì sẽ dùng đến cái cưa này ha, chuyên cưa mấy cái cành trong hốc đó. Đây, độ dài nó rất là dài, 4 cm, cái lưỡi nó là 20 nha, lưỡi 20. Cây này nó gần như là nó sử dụng có 1-2 lần thôi mọi người à. Rất là bén luôn, còn rất là bén. Này, độ bén nó còn khoảng 90 trên 95% á. Này còn cái tem luôn nè. Rồi, cái cưa này mã là 151.1 ha. Mã số 1, giá là 200.000. Rồi, mã số 2 cũng là một cây cưa tỉa luôn nha. Cây này còn cái bao luôn mọi người, chưa sử dụng. Đây, lưỡi rất là sắc nha. Dòng này, cái loại này thì nó lưỡi nó ngắn hơn tí, nó là lưỡi 13 cm thôi. Đây, đều là của Nhật, chưa sử dụng luôn. Cây này cán bằng nhựa. Rồi, mã số 2 ha, giá là 200.000. Rồi, tiếp theo một cây cưa Gumboy. Gumboy của Kinki, cái thương hiệu này rất nổi tiếng của Nhật ha. Nó đi Nhật Bản sản xuất. Cây này khá là to luôn nha mọi người. Cây này size tới 270 ha. 270 mm nè, lưỡi á. Còn lưỡi không là 270. Cái lưỡi này độ mới còn rất là ok. Còn khoảng 90 trên 95% nha. Rất là bén luôn. Rất bén nha. Này, kích thước nó nè. Đó.
Cán là dài 30 ha. Rồi mã số 3 nha mọi người. Giá 600 ngàn. Đây mã số 4. Cũng là cây cưa Gumboy của Nhật. Cây này thì xài cũng khá nhiều. Chung độ bén nó còn cỡ 85%. Cây này size là 210. Đây. Lưỡi 210 mm ha. Những cái dòng lưỡi lớn này thì mình xài cái, ví dụ như mình có cái giũa này nè, chiên giũa cái lưỡi cưa nè mọi người, ví dụ như xài lâu thì nó phải lục rồi, giũa lại xài tiếp. Rồi mã số 4 giá là 200 ngàn mọi người. Chỉ 200 ngàn. Số 5 là một cây cưa cán gỗ. Cây này có sử dụng rồi. Lưỡi còn ở 80-85%. Cán gỗ ngay xài 10-17. 16 đây, lưỡi nó là 16. Rồi, giá 100 ngàn mọi người, mã số 5. Tiếp theo là ba cây kéo. Ba cây kéo này đồng giá mọi người, 400 ngàn một cây. Rồi, kéo cắt cành. Đây mọi người xem kỹ qua lưỡi giùm em ha. Mỗi cây nó có tình trạng khác nhau. Rồi. Đó. Ốc zin luôn. Có gơ nhẹ mọi người. Da zin của nó nè, còn cái da còn nguyên. Cây này size là 18 cm nha mọi người. Đó, mã số 6 400 ngàn. Số 7, số 8 nè cũng 400 ngàn một cây. Này dây da zin còn nè. Cây này không có đu gơ. Cây này khá ok. Khá đẹp. Rồi. Lưỡi nè. Nguyên zin luôn. Size cây này hả? Cái size cây này cũng là 18 cm nha. Rồi, số 7 400 ngàn luôn. 8 cũng 400 ngàn nha mọi người, cũng là size 18 cm nha. Còn cây này được 18,5 nè, chung nó xê xích xíu, thường là 18-20 đó, size như vậy. Đây lưỡi nè.
cái mọc rất là đẹp, ốc nè, zin luôn, dây zin còn luôn. Rồi mã số 8 ha, 400.000 luôn. Rồi tiếp theo một cây đây rất là ít gặp ha mọi người, cây gọi là cây dũa, cái dũa chiên dũa lưỡi cưa của người ta Takagi luôn, Takagi của Nhật, cây mới chưa sử dụng mọi người. Rồi chiên dũa lưỡi cưa nha, này mới tinh. Đây, kích thước cái lưỡi này 8 cm, trùng độ mỏng, nó rất mỏng luôn á, thể dũa mấy lưỡi nhỏ rất là tiện. Đây nó để thông số này. Rồi cái dũa Takagi ha, của Nhật, có mã là số 9 nha mọi người, giá 300.000. Rồi số 10, mười 11 là hai cây kéo cắt cành trên cao nha. Đây kéo cắt cành trên cao, đây hai cây nè. Đây sợi dây này mình sẽ, đây công dụng nó là cắt những cái cành trên cao nha, cao cỡ 5 mét trở lại, tùy theo cái cây sào mình bắt vô đây nha, với lại con dây mình có thể nói dài ra nè, đó dây nói dài nó rất đơn giản. Cái này bắt vô cây tre, cây tầm vong gì đó, cây sắt, cây nhựa gì mọi người có, cái mình giật về là nó sẽ cắt cái cành cây trên cao. Đó. Thằng này nó của thương hiệu Musashi mọi người. Lưỡi còn nguyên nha, đây lưỡi nè, lưỡi còn đẹp luôn. Đây cái đường kính của cái nhánh cây mình có thể cắt được nè, 2,5 phân nha, đây 2,5 phân, lọt 2,5 phân là nó sẽ cắt được. Lưỡi này rất bén, rất dày, lưỡi dày. Cái này có trợ lực nè, cái loại nó là lòng dây hồng lọng nè, có trợ lực nha mọi người, kéo nó rất là nhẹ luôn nè, nhẹ lắm nè, nhẹ nhàng. Rồi nó sẽ cắt cái cành cây. Cái loại này như nó bị, nó có nghiêng được nữa nè, nó nghiêng cho mình cắt nè. Đó. Rồi mã là số 10 nha, mã số 10 giá 600.000. Rồi 11 cũng là cây cắt cành cây, đây cũng cắt cành trên cao mọi người, đây kéo nè, đó lưỡi này như to hơn á, lưỡi này cỡ 30 ly nha mọi người, 3 cm á, đây đó 3 cm lọt luôn nè, cắt được cành to hơn tí. Loại này cái thân nó bằng thép, bằng sắt ha, toàn bộ lưỡi thép, đây lưỡi rất dày, lưỡi còn nguyên luôn, nguyên nhiên luôn, bén á. Đây thương hiệu nó nè, rồi mã 11 cũng 600.000 mọi người. Đây kéo cũng nhẹ nhàng nha, thiết kế cái càng này nó dài nè, mình kéo rất là nhẹ đó, nhẹ lắm. Đây cũng lòn cái cây vô, mở cái ốc này ra ha,
rồi mình không xả ốc cũng được, lấy cái đinh đóng vô cho nhanh, hai cái đinh hai bên rồi được mọi người. Xả ốc rồi mình có khoan cái lỗ, khoan lỗ rồi mới xiên con ốc này trở lại rồi mới xếp con ốc lại ha. Đó, khoan ốc hoặc là bắn đinh vô luôn. Rồi tiếp theo có hai cây bấm kẽm mọi người, đây hai cây bấm kẽm, hai cây khác nhau ha, hình dáng khác nhau nha, lưỡi kích thước cũng khác nhau. Rồi đây em không có kẽm nhôm, kẽm nhôm nè, dây điện luôn, bấm luôn cũng được, điện là dây đồng nha, cứng hơn, cứng hơn dây nhôm, hay dây nhôm mọi người, nhôm 5 ly. Lưỡi còn ok hết. Rồi, size này như là cây này 20 mọi người, 20 cm. Lưỡi nó rất là ngắn, lưỡi nó độ đêm đo 8 mm mọi người, cái lưỡi này nè 8 mm ha, độ dài á. Rồi mã nó là 12 nha, 400 ngàn. Rồi 13 nè, rồi cái 13 cũng là bộ cái 13 là nói là cây khác nha, cây này là nó đẹp khá hơn cây kia, lưỡi to hơn nha, 550 ngàn. Đây cái thế nó bấm chung, nó làm thiết kế thế khác nha. Đó, cây này kích thước là cũng là 20 nha mọi người. Đây bấm dây đồng luôn nè, nhẹ nhàng. Đây kẽm dây nhôm 5 ly, nhẹ, cái bấm nó thế này nó nhẹ hơn cây kia nha mọi người. So sánh hai cây thì cây này nó nhẹ hơn nè, bấm nhẹ hơn, cây này nặng tay hơn. Rồi kích thước là cũng là 20 cm nha, để đo cái lưỡi. Rồi lưỡi thằng này tới 12 mm nha, cái lưỡi này là 12 mm. Đây sát trong mình ra ngoài là 12 mm nha, chiều dài lưỡi 12 mm. Đây lưỡi rất đẹp, rồi mã 13 giá 550 ngàn. 14 là về được một cây cặp xéo khá đẹp luôn, lưỡi còn nguyên, đây lưỡi còn nguyên nè mọi người, nhìn cái lưỡi nè thấy nó sắc rồi ha. Đó cặp này nó thiết kế rất là chắc chắn, nó cầm nó rất là cứng cáp. Đây, bấm thử cái này. Đó. Đó, giấy nó cũng ăn đứt giấy luôn nha. Mọi người xem cho kỹ ha, em quay rất là chi tiết luôn cái lưỡi đó. Lưỡi nguyên chưa sửa nha mọi người.
Rồi cái này size là 21 nha, 21 cm. Đây, độ dài cái lưỡi nó là 12 mm nha, độ dài nè. Độ dài vát xéo là 12 mm. Size 21. Rồi mã số là 14, giá 900.000. Cặp xéo nha. Rồi cái chỉnh lưỡi cưa nha mọi người, cũng khá là quen thuộc với mấy bác làm bonsai nha, làm cây cảnh với lại hay sử dụng cưa đó, chung cưa CD làm gỗ bên mộc cũng vậy, cũng hay sử dụng cái này để chỉnh cái lưỡi cưa, mở hôm lưỡi cưa nè. Rồi cái này thì khá quen rồi, tình trạng ok, mã là 15 nha, giá 250. Đây cái kéo tỉa, giờ được cái kéo tỉa mini ngắn. Yeah, lớn liền chưa mẻ mọi người, lưỡi chưa mẻ. Rồi size nó là 15.5. Đây cái lưỡi là 44 phân. Dây mỏng luôn rồi mọi người, khá là ok. Rồi mã là 16 nha, giá 300.000. 17 cũng là một cây kéo tỉa nhưng mà dạng cán đúc nha, dạng cán này cán đúc giống như cắt cành vậy, hai mặt chữ mộc luôn, dây da còn zin. Đây cái lưỡi cũng còn nguyên nha, lưỡi chưa có mẻ. Rồi, lưỡi nó dạng lưỡi này nha, chứ không phải là lưỡi mỏng. Lưỡi nó vát cạnh rất là dày, rồi, vát cạnh dày rồi nha. Rồi chú ý ha. Đó, cũng còn đứt, ok. Rồi, cái cán nó làm vân rất là đẹp nè, vân cái cán. Bằng sắt mà nó đúc bằng. Rồi size là size 17. Lưỡi này 4,5 phân. À là 17 nha. 350.000. Tiếp theo mã 18 mọi người. Một cây cũng là kéo tỉa luôn, dạng kéo tỉa nha. Nhưng tỉa này là tỉa cầm, tỉa lá. Tỉa rất là đa dụng. Đó, tỉa nhanh, rất là nhanh. Tỉa nhiều. Rồi nên xài cái kéo bự này. Còn đây máy này là tỉa vô mấy cái chi tiết, cái ngọn nhỏ. Con này tỉa cái tán nè mọi người. Thường là vậy. Rồi cây này khá đẹp. Còn cứng cáp. Lưỡi còn liền, khá liền nè. Đây. Lưỡi nè mọi người, mọi người xem chi tiết giùm ha, con quay rất là cận cảnh luôn. Rồi size nó là 20, lưỡi 5 phân. Cắt thử. Rồi ok, đứt ngon rồi, giấy mỏng đứt luôn mọi người, là còn khá ok luôn á, mọc rất đẹp luôn rồi. Rồi mã cây này là 18 nha, 350 nha. Rồi 19. Đây. Một cây dao. Tiếp theo là ba cây dao mọi người, ba cây dao ghép, gọi là dao ghép ha. Dao này có cái bao. Dao của Nhật nha. Đây nó nguyên zin chưa có mài nha mọi người. Xài rồi cho nên độ bén thì nó sẽ giảm. Đó, nhưng mà nó vẫn là nó còn nguyên, nó không có mẻ nha mọi người.
Đây lửa còn nguyên. Size 16. À, em đo cái lưỡi thôi. Đây đo cái lưỡi này 6 phân rưỡi. Rồi, cây dao này mã 19 nha, 150. Rồi 20 21 nè, hai cây dao. Dạng nó làm bằng miếng thép ha mọi người. Hai cây này thì 200.000 một cây. Đây. Một cây mập, một cây ốm, mọi người tùy chọn ha. Đây là mặt thép. Thép thủ công nó rèn rồi nó mài ha. Đây cũng là lưỡi còn nguyên, chưa có bị mẻ nha mọi người. Này 17 cm. Đó, 5 phần. Rồi mã là 20, 200.000. 21 cũng là 200 nha mọi người. Đây. Đó. Lưỡi con này cũng khá, nhưng mà nó có dăm dăm nhỏ nhỏ nè. Đó. Mình quay rất là cận cảnh nha mọi người xem thấy chi tiết ha. Dao này thì nó quan trọng nhất cái mũi nè, mũi nó còn nhọn. Mũi để mình ghép á. Mình sẽ gọc da cây rồi nó dễ. Rồi mở là 21 à, 200.000. Rồi tiếp theo mã 22 là cái cào rễ. Cào rễ cộng cái xới đất hai đầu nha. Đó, một đầu cào, một đầu xới đất. 150.000. Kích thước là 26 cm. Đây cào ba chân rất đẹp. Tiện dụng với mọi người. Mã 22 à, 150.000. Rồi 23 là cây kéo tỉa cán đúc luôn. Đây ốc đồng. Cây này thì nó bị rách cái bao, cái khóa bằng da rồi. Đây lưỡi nè, tình trạng lưỡi mọi người. Mẻ nè. Cái này mẻ rồi mọi người, về mài lại nhiều. Mài lại thì này, xài được. Kéo tỉa cán đúc nha. Đủ gơ không có nha, không có đủ gơ mọi người. Nên cây này rất là còn rất là gọi là cứng nha. Đủ gơ không có. Cho nên mài lại là nó sẽ rất là ngon. Những cái kéo mà đủ gơ nhiều á, em thường không có lấy hàng mấy cây đó đâu. Tại vì sửa nó rất là khó mà nó sửa lại cũng không ngon nữa. Cho nên từ đủ gơ ít đến không có gơ nha. Thì em chọn những cây đó để đem về. Đó, cây kéo tỉa này mã là 23 ha, 350.000. Đây, cái size kích thước nó là 18.5 luôn. 18.5 cm. Rồi mã 23, 350 nha mọi người. Rồi đây cuối cùng là cái cục đá mài. Giá 200.000. Đây cục đá mài nhỏ để mài mấy cái lưỡi dao này kia. Ok, lưỡi kéo. Đây có hai lớp luôn mọi người. Hai mặt nha, nó mài hai mặt. Một. Đây. Như mặt mịn, mặt khô á. Mặt này mịn hơn nè. Này khô. Cái số thì không biết nhiêu. Đây kích thước nè, 100 x 25 x 13. Đó của Japan sản xuất luôn. Khá là mịn. Chứ không có hô như mấy gọi là hô. Cái này gờ vô nghe nó mịn mọi người. Một số